kính chào quý vị và các bạn. Tôi là Hoàng Vân Ly, đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Như các bạn đều biết, muốn thành công trong lĩnh vực nào đó thì cách nhanh nhất là học từ những người giỏi nhất. Trong đầu tư chứng khoán cũng vậy, muốn giàu có bền vững hãy học hỏi huyền thoại đầu tư ngài Warren Buffett. Triết lý đầu tư giúp ông trở thành nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại là đầu tư giá trị. Tuy vậy, không phải ai cũng áp dụng được do nhiều nhà đầu tư hạn chế về mặt thời gian, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn cũng như là các công cụ hỗ trợ. Chính vì vậy, hôm nay tôi xin đại diện bộ phận quản lý tài sản chia sẻ với các quý nhà đầu tư về chiến lược đầu tư giá trị. Sau đây là ba nội dung chính tôi sẽ trình bày. Đầu tiên là kết quả đầu tư theo chiến lược giá trị như thế nào. Thứ hai là triết lý và tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tại VN Direct. Và thứ ba là làm thế nào để có danh mục đầu tư giá trị thực sự. Ta đi vào phần đầu tiên, kết quả đầu tư theo chiến lược giá trị. Trên đây là biểu đồ so sánh hiệu quả của danh mục đi tiên phong, là danh mục do VN Direct xây dựng theo chiến lược đầu tư giá trị và chỉ số VN Index trong vòng 5 năm qua, từ 31 tháng 12 2014 đến 31 tháng 12 2019. Đường màu cam đậm ở trên biểu diễn hiệu suất của danh mục đi tiên phong, ở dưới là của chỉ số VN Index. Ta có thể thấy lợi nhuận của danh mục giá trị cao hơn hẳn so với chỉ số VN Index. Tính đến ngày 31 tháng 12, 2019, giá trị của danh mục đi tiên phong là khoảng 306%, trong khi chỉ số VN Index chỉ khoảng 176%. Qua đây ta thấy, trong dài hạn, lợi nhuận của chiến lược giá trị cao vượt trội hơn hẳn so với lợi nhuận trung bình của thị trường, chứng khoán đại diện là chỉ số VN Index. Vậy, triết lý và tiêu chí lựa chọn cổ phiếu tại VN Direct là gì? Tỷ phú Warren Buffett đã từng nói, mua một công ty tuyệt vời với giá hợp lý tốt hơn mua một công ty vừa phải với mức giá tuyệt vời. Đây cũng chính là triết lý đầu tư để xây dựng danh mục đầu tư theo chiến lược giá trị tại VN Direct. Đi cùng với triết lý này là 4 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu cho danh mục. Đầu tiên là doanh nghiệp phải có hiệu quả sinh lời rất cao, cụ thể là ROE lớn hơn 20%. Thứ hai là chất lượng tài sản và chất lượng sinh lời tốt. Ví dụ như vòng quay khoản phải thu, nguồn gốc lợi nhuận, biên lợi nhuận gộp, nợ xấu, quản trị rủi ro. Và thứ ba là định giá cổ phiếu hợp lý, cụ thể là P/E nhỏ hơn 20 lần. Và thứ tư là các công ty có quy mô lớn đã khẳng định được tên tuổi trên thị trường, cụ thể là vốn hóa lớn hơn 5.000 tỷ đồng. Và chúng ta đến với phần cuối cùng, làm thế nào để có danh mục đầu tư giá trị thực sự? Tại VN Direct, chúng tôi cung cấp danh mục đầu tư theo chiến lược giá trị được kiểm chứng hiệu quả vượt trội so với lãi gửi ngân hàng, đầu tư vàng, đầu tư ngoại tệ và cao hơn hẳn lợi nhuận trung bình của thị trường chứng khoán. Danh mục này phù hợp với những nhà đầu tư muốn tích lũy tài sản bền vững và lâu dài. Trên đây tôi vừa trình bày về chiến lược đầu tư giá trị và giới thiệu sơ lược về danh mục đầu tư giá trị tại VN Direct. Nếu các quý nhà đầu tư còn gì thắc mắc và muốn tìm hiểu thêm, vui lòng comment ở dưới video này để chúng tôi có thể hỗ trợ các bạn tốt hơn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị đầu tư hiệu quả.